Ngày hôm nay bên em lại tiếp tục về thêm một chiếc xe hàng quốc dân nữa, đời 2013 chất lượng Nhật nhé. Tài chính chỉ có 145 triệu đồng trả thẳng là các bác đã sở hữu được chiếc xe đến từ thương hiệu Nissan này. Rất là lồi đồng cua đá này. Mẫu xe này chúng ta chạy dịch vụ taxi thì quá ok luôn nhé. Sở hữu khối động cơ máy 1.5 4 máy. Với mức giao nhiên liệu của em nó loanh quanh tầm 6 lít nên là chúng ta đi gia đình hay chạy dịch vụ đều rất ok luôn nhé. Và chiếc xe là hiện tại đang tên tư nhân nhé. Và xe là cam kết cho mọi người là không có khoan đục, không phải màu. Màu zin theo xe. Màu zin theo xe nhé. Màu lông chuột này. Màu này rất là đẹp trên dòng xe này luôn nhé. Đời 2013 bản đủ tài chính 145 triệu đồng. Rẻ ngang với lại những chiếc xe taxi ra mọi người nhé. Những chiếc xe khoan đục ra. Đây. Xe em đang trên đường về nhé. Xe mộc luôn. Nội thất đen này. Có hai túi khiên toàn này, màn hình Android này, cam lùi, cam hành trình đầy đủ nhá. Vô lăng này. Đấy, và chiếc xe này thì bác chủ xe cũng có đã đưa dịch vụ gia đình. Đã đưa dịch vụ gia đình các bác nhá. Và trên thị trường chiếc xe này đang chào bán loanh quanh tầm 180-190 vậy ạ. Hiện tại bên em đang chào bán chỉ với 145 triệu đồng thôi, rẻ hơn các đối thủ 40-50 triệu đồng các bác nhé. Nissan Sunny 2013 số sàn bản đủ máy 1.3, à máy 1.5 em xin lỗi nhé. Nếu bác nào quan tâm đến dòng xe này thì cứ liên hệ cho bên em, số điện thoại 0354 152 888. Địa chỉ để xem xe trực tiếp là Kinh Môn Hải Dương. Đây một chiếc xe đây, rất là cứng luôn nhé. 145 triệu đồng, giá rất là hợp lý cho bà con. Để mọi người quan tâm thì cứ alo cho em nhé, số hotline 0354 152 888 để được xem xe trực tiếp. Đây giờ em sẽ cho các bác tham khảo về phần khoang máy này, máy số của chiếc xe bao chất cho mọi người nhé. Máy rất là êm luôn, cực kỳ êm luôn. Đấy. Số sàn máy 1.5 này, tăng cộ rất là hợp lý rồi. Một chiếc xe vận hành ổn định, máy móc thì siêu bền luôn, với tầm tài chính rất là hợp lý nhá. 145 triệu đồng cho mẫu xe Nissan Sunny 2013 này. Bác nào quan tâm thì cứ alo cho em nhé.